hiếm có trên thị trường. Thì anh chị đón xem hết cái video ngày hôm nay thì anh chị đã thấy đằng sau em nó thì đã nguyên một cái dàn ghế. Em nó là xài hai cửa lô hai bên. Ghế chỉnh điện nha, 9 chỗ ngồi rất là hiếm. Đặc biệt thêm nữa là máy dầu số tự động quý chị. Vâng, chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì cũng nhiều anh nhiều chị, hồi trưa em Trung có lên cái xe Kia Carnival. Xe này là 9 chỗ ngồi như quý anh chị nha. Nói chung là một cái mẫu xe gia đình, vậy là những gọi là thương gia đẳng cấp, và đặc biệt nữa là siêu hiếm và cực hiếm có trên thị trường. Thì anh chị quan tâm đón xem hết cái video ngày hôm nay. Thì em nó là máy dầu như quý anh chị nha. Và đặc biệt thêm nữa em nó là 9 chỗ ngồi quý anh chị. Nói chung là được cái là anh chị sẽ đi theo chân em Trung từ bên ngoài vô tới trong nội thất. Tất cả mọi cái ngày hôm nay em nó có gì thì em Trung sẽ quay chi tiết và tổng thể cho quý anh chị. Siêu hiếm, cực hiếm trên thị trường quý anh chị. Đây, và bộ mâm của em nó được lên bộ mâm cũng rất là đáng yêu luôn. Đó, xài cái mâm 18 quý anh chị nha. Đây, tất cả cái rất là to, và đặc biệt riêng cái máy dầu thì anh chị cũng không cần phải suy nghĩ rồi. Siêu tiết kiệm, siêu bền bỉ và phải nói là cực hiếm có trên thị trường. Thì anh chị đón xem hết cái video ngày hôm nay thì anh chị đã thấy đằng sau em nó thì đã nguyên một cái dàn ghế. Em nó là xài hai cửa lô hai bên, mở luôn cái cửa đằng bên kia luôn. Đây, anh chị đã vô thấy chúng ta là anh chị đã thấy ghế chỉnh điện nha, đời này thôi nhưng phải nói là cực hiếm cho quý anh chị. Đồ chơi của em nó thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi, đẳng cấp chất. Phải nói là đây quý anh chị, anh chị nhìn từng những cái táp bi 4 cánh đều y chang nhau, keo chỉ zin 100%. Số tự động máy dầu quý anh chị. Đây, số tự động máy dầu chạy phải nói là rất là mạnh nha quý anh chị nha. Đây, và đặc biệt em nó được trang bị thêm màn hình Android này, cam hành trình này. Nhưng ở đây là quý anh chị, giá cực yêu thương và hấp dẫn cho quý anh chị. Đây, anh chị đâu, nhìn cái nội thất của em nó phải rất yêu và rất gọi là đẹp quý anh chị. Đây, từ trong ngoài nội thất và tất cả cái anh chị phải nói là rất đẹp. Thì anh chị quan tâm đón xem hết video. Và đặc biệt em nó có cái trần, có cái màn hình này quý anh chị này, có màn hình này, cột kèo này, tem mạc này, tất cả cái đều zin toàn bộ cho quý anh chị. Giá cực yêu thương cho quý anh chị. Riêng xe này thì anh chị phải nói là đi gia đình, tất cả mọi cái thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Để mà dành một cái em này mà để em đi gia đình thì anh chị không cần phải suy nghĩ luôn. Đó, rất yêu và cực yêu cho quý anh chị. Zin toàn bộ như quý anh chị này. Anh chị nhìn từ những cột kèo, rất yêu chưa. Cụm đèn em nó đã được cái này là dán phim như quý anh chị nha. Nên là cái đèn nó hơi đen. Tất cả cái keo chỉ của anh chị, táp bi 4 cánh đều y chang nhau. Thì anh chị quan tâm mẫu xe này alo trên Trung. Em nó là Carnival 9 chỗ nha quý anh chị nha. Kia Carnival 9 chỗ. Đây, cửa lùa hai bên quý anh chị thăng, rất yêu cho quý anh chị. Một mẫu xe thương gia đấy, cực yêu cho quý anh chị. Giá phải nói là siêu hấp dẫn. Đây quý anh chị này, từ những cái tem mạc quý anh chị, đời này thôi nhưng những cái này thì cam kết quý anh chị gọi là không một lỗi nhỏ. Đấy, 9 chỗ ngồi, số tự động rất là mạnh mẽ. Tiếp tục quý anh chị, riêng máy của em nó thì anh chị cũng cần suy nghĩ. Đặc biệt em nó quý anh chị nha, có cái trần, có cái lỗ trên mui luôn, có sân rấp đầy đủ, có gọi là tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động cho quý anh chị nha. Thì anh chị đã thấy và tất cả cái phải nói là nhưng anh chị nào quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Anh chị nhìn từng những keo chỉ và tất cả cái thì em Trung sẽ quay chi tiết và tổng thể cho quý anh chị. Rất yêu và cực yêu cho quý anh chị. Giá siêu hấp dẫn 200. Xe này bán cho quý anh chị với cái giá cực yêu cho quý anh chị chỉ với 260 triệu nhá. Thì anh chị đã thấy em nó thì biển số Hà Nội rồi. Đây quý anh chị, có cái lỗ trên cabo quý anh chị, rất là đáng yêu luôn. Đó, Kia Carnival tiếp tục em Trung sẽ quay và nổ máy cho quý anh chị luôn. Đấy, máy thì anh chị riêng cái này thì máy dầu thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Nói chung là được cái là rất là êm luôn đấy quý anh chị. Để tìm nhích cái máy lên là nó nổ êm ru. Đấy, em Trung sẽ quay chi tiết và tổng thể cho quý anh chị. Đó, thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Giá bán cho quý anh chị 260 triệu thôi. Đây quý anh chị, tiếp tục em Trung bật hết tất cả mọi cái và sẽ trải nghiệm thực truyền hình thực tế cho quý anh chị luôn. Em nó đã lên được cái bộ đèn bi của em nó rất là sáng quý anh chị không? Buổi sẩm xế chiều thôi anh chị thấy không? Phải nói là cụm đèn bi của em nó phải nói là rất sáng này, củ máy của em nó này, máy dầu cho quý anh chị nha, turbo tất cả một cái. Riêng xe này là không có chuyện đổ hơi. Tiếp tục em Trung mở luôn cái phần máy cho quý anh chị luôn. Phải lâu ngày phải nói em Trung cũng sẽ quay chi tiết cho quý anh chị, kiểm tra cái máy luôn quý anh chị nha. Đây, riêng máy là không có chuyện hơi thừa quý anh chị nha. Đây, nếu bình thường có hơi thừa này em nó sẽ cùng vùng lên liền. Đây, tất cả cái không có một miếng hơi thừa. Turbo như quý anh chị nhá, chạy phải nói là rất mạnh mẽ. Thì em Trung sẽ đóng cái cửa lại và chạy trải nghiệm cho quý anh chị luôn. Đây. Số má phải nói là rất là nhẹ nhàng quý anh chị. Cửa nẻo của em nó thì anh chị không? Hai cửa lùa hai bên. Đó. Discovery, đấy anh chị đâu. Biển số 30. Thì anh chị những xe này thì anh chị đâu? Cụm đèn của em nó này, nói chung là phải cái xe này thì anh chị mua về mà đi gia đình, tất cả cái đều ok hết. Thì em Trung sẽ chạy thử và trải nghiệm em nó như thế nào và nói có sách mách có chứng luôn nha quý anh chị nha. Được cái số thì phải nói là rất là mạnh mẽ rồi. Buổi chiều tối nó hơi tối thì tại vì cái xe này em Trung cũng lên buổi trưa. Đấy. Thì nhiều anh chị hỏi em Trung là chạy như thế nào. Số phải nói là riêng cái dòng này nhé quý anh chị nhé. Được cái là số của em nó chạy nó rất là mượt, nó không phải là những cái dòng xe mà đời cũ quý anh chị. Đây, nội thất của em nó có gọi là tay vịn luôn quý anh chị. Đây. Nên là những anh trai nào mà đi tay vịn thì anh chị hiểu rồi. Đó, những anh trai này theo có tay vịn nha. Nên là mình không cần phải đi đâu xa. Đấy. Em Trung sẽ trải nghiệm và tất cả một cái anh chị. Tay lái gọi là được cái thì tay lái rất là nhẹ. Màn hình Android, cái màn hình này nó là màn hình xịn luôn nhé quý vị nhé. Màn hình xịn luôn nhé. Riêng khi cái xe này mà để mà nói chuyển động của em nó thì vô số như quý anh chị nha. Khi mà mình lên ga mình vô số chạy, có nghĩa là cái cảm giác của em nó hầu như là không có cái gọi là cái tiếng giống như kiểu là cái cảm nhận của mình nhé. Cái số của nó là nó không bị giật. Số rất là mượt nhé quý anh chị, nhẹ nhàng êm ái mượt mà. À, nhích ga quý anh chị không? Lên vọt lên phát là 60. Đấy. Tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động cho quý anh chị không? Phải nói là anh chị phải nói là để mà tìm sở hữu của em này thì phải nói là riêng cái dòng Carnival này thì máy dầu đời này thôi nó là bản full rồi quý anh chị. Rất là hiếm. Chứ còn ba cái chuyện máy xăng thì nó lại quá nhiều đấy quý anh chị. Nên là để mà tìm một cái máy dầu 9 chỗ này, như em Trung được biết thì những cái xe này thì nếu mà bản thân của em nó thì 7 chỗ nha quý anh chị nha. Rất là nhiều. Nhưng mà để mà một em Carnival này mà 9 chỗ ngồi rất là hiếm. Đặc biệt thêm nữa là máy dầu số tự động quý anh chị. Được cái quý anh chị. Cái phải nói là riêng cái này thì từ tất cả mọi chức năng. Tại vì cái xe này được cái anh chủ xe này anh xài cũng phải nói là cũng rất là kỹ luôn anh chị. Tại vì anh chơi mà anh độ mà, đâm ra là anh làm coi như là cái xe này gọi là nó full bài rồi quý anh chị. Full bài luôn. Đấy. Camera coi như là nét căng quý anh chị. Buổi tối thôi anh chị thấy không? Nét căng luôn. Đấy. Anh chị bình thường không? Anh chị chạy mà bình thường nếu để mà nghe cái tiếng ồn của nó thì để một cái máy dầu đời này thôi. Turbo rất là mạnh mẽ. Thêm cái nữa là coi như là anh chị gọi là nghe cái tiếng máy nổ hầu như là không có luôn quý anh chị. À, được cái nội thất và tất cả cái rất yêu cho quý anh chị. À, có nghĩa là khi mà anh chị chạy chuyển động số phải nói là nó mượt mà lắm. Nó không có chuyện mà giật hoặc là không có chuyện mà để mà anh chị chạy mà nó yếu đâu. Nhưng mà phải nói là cái đời này thôi, nhưng mà phải nói là thật sự lần đầu tiên để em Trung chạy được trải nghiệm cảm nhận một em Carnival mà đời này thôi. 204, 9 chỗ ngồi, không liên hạn, không hết đời, số máy dầu số tự động. Nó chạy không khác gì một con xe đời mới bây giờ quý anh chị. À, rất là mượt mà luôn. Để dòng những anh chị chẳng hạn như là những cái xe này anh chị mà về mà đi gia đình hay là để mà gọi là chở công nhân hay là mình lựa chọn một cái xe này thì phải nói là thật sự là quá hợp lý đúng không anh chị. Nên là anh chị quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em Trung. Nào, tay lái phải nói là rất nhẹ nhàng luôn quý chị nha. Anh chị thấy bình thường đèn em nó đã được lên cái bộ đèn bi rất là sáng luôn. Cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị. Chẳng hạn như anh chị buồn anh chị vô YouTube đó, màn hình trung tâm và tất cả cái giải trí nghe nhạc cho quý anh chị luôn. Đầy đủ gọi là những cái tính năng trên xe này rồi. Trung tâm giải trí rất là yêu cho quý anh chị luôn. Màn hình to chà bá lửa luôn. Đặc biệt thêm nữa điều hòa nha quý anh chị. Em nói là điều hòa auto tự động, đời này thôi phải nói là điều hòa đã auto tự động rồi. Máy dầu thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi, phải nói là nó nổ như một con máy xăng luôn quý anh chị. Riêng cái xe này phải nói là rất êm và cực êm cho quý anh chị. Thì anh chị quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em Trung, giá bán cho quý anh chị rất là yêu thương luôn nha quý anh chị nha. Tại vì cái bản này là bản full, bản cao cấp rồi, hiếm có trên thị trường quý anh chị. Thật sự phải nói là nếu mà để tìm cái máy xăng á thì nó rất là nhiều, nhưng mà để tìm một cái máy dầu 9 chỗ như thế này rất là hiếm quý anh chị. Đây anh chị nhìn từng cái ghế này của em nó thì cũng đã có từ những cái tay bệ này quý anh chị. À, phải nói là một thương gia mà. Phải nói là một cái xe này phải nói là một cái xe thương gia. Để mà bỏ ra anh chị thử nghĩ coi, bỏ ra tầm khoảng 260 triệu anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe gia đình. Cái này là phải nói là một cái mẫu xe gia đình chất, đúng phải nói là quá chất cho quý anh chị. Giá cực yêu thương quý anh chị không? Nên anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Đó thì thôi cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nha. Nhớ đừng quên cho em Trung xin nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật cửa hàng nhé. Thôi chào bà con, hẹn gặp lại.